Ok, cú cho ta căng rồi đó nè. Cho nó mày ra cho mà chỉ một lại. Cho một lại mình thôi luôn đó. Cái này là cho kinh tế tiền ha, cái này đó đó thì cho cái này là cho chuột chia thì dùng đi no thế này, cho chuột chia này, cái này cho giờ cụ tiêu lo tàu cho bé trẻ, cụ tiêu lo xây dựng này, tiêu lo cái dựng này, rồi tiêu lo đi phòng này, tàu cho bé trẻ là bé giờ mới thâu là mua và cái gì cái trái cho nó tỷ rồi ý định tu tị này ngồi xa này ngồi gì đó này ngồi chỗ nào về nho hiểu vấn đề nho về tu này nhẹ là cân thì cho cân à giờ đi về tôi cho cụ cứ chê cụ chê thì là lại chắc cân nó là chắc cân nó cũng phải chia chia mà sửa lại lúc nó xem thì giờ về vấn tin nho về chỉ một sửa lại đi nên một là cho mà sửa lại thế là lấy trai cái nâng lên nó sẽ để cho cha nó thì giờ phải bắt ra thịt dưới xem thì cho nó nhập trác của yên làng đào phố của tiên lộ dây dân nè để nó cho đi trong cái tiên trả ra cho mùa ra cứ sẵn có nhá tới chuyện lò ra thế cho mùa gì gì nè bố bố lấy trác các nồng bố trò nê đa lô dây dân là giờ tức là cái dân nè thì ấy tôi nâng nhẹ chốt cân thì dần dạy phê mù là chỉ cũng có lấy cho nó mù mà khi nó trở nên nên giờ mùa thì có tổ quá khứ nhớ cho xa tới trời là chùa đó hay là chỗ này thì cô chắc cần nó thì cũng cầm khu trò tiên lòng cầm chùa lại qua sọc hổng tu có họ có khó nên giờ tới xe thế này hay là chỗ này sẽ đợi cho mùa là giờ cho thì gì là giờ cho và có tổ quá khứ này quý sẵn đó hay là đâu có thế tiên lòng dùng khứ này bó ra cũng cho lại chắc cần nó giống cầm một trôi dây nữa hay là chỗ này là mò thì có tí dây cho phía trên là chỉ mở ra chỉ thì có chỗ ở to khả năng phút rồi giờ có tí xin lại lên đá ở nơi mà